Chào mọi người nha, em có một cái đầu Maruyama của Nhật. Cái này là tâm rời. Nó có thể lắp lên cần, lắp lên xịt thuốc hoặc là lắp lên cần phát cỏ là cực kỳ ngon nha mọi người. Con máy này nó đẹp thì em thấy nó đẹp cực kỳ luôn, gần 90%. 26cc đồng 34 ly nha. Đẹp lắm. Cái này mọi người nhìn thấy ở trên như thế này là do tại vì em chưa có xịt rửa gì luôn. Có những con em sẽ xịt rửa sơ cái vỏ, có những con về em cũng không làm biếng, không có xịt. Rồi mọi người về tự dọn. Con này thì em bao nòng lửa cho mọi người nha. Máy là mùi xăng nổ. Bao nòng lửa cho mọi người luôn. Này thì giờ giật nó trắng sáng này, mấy con này thì về dọn rất là dễ, chỉ cần về vệ sinh cái chế này nè, vệ sinh cái chế rồi thay lọc xăng, rửa vỏ cho nó sạch sẽ cho nó đẹp đi là nổ thôi, căn chỉnh là nổ thôi. Thì con này cái đầu này thì em để giá là 1 triệu nha mọi người. Cái đầu này 1 triệu nha. Đầu này bao nòng lửa nha mọi người. Về dọn là ok thôi. 1 triệu nha. Lắp xịt thuốc thì bao bền, bao phê, bao sướng. Chán thì lắp qua cái cỏ, phát cỏ cực kỳ mạnh luôn. 1 triệu nha. Không có bao ship nha.